Hello, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay anh sẽ không đi đâu đó ra ngoài Sài Gòn nữa, mà anh sẽ tận dụng một ngày nghỉ của mình để coi khám phá trong Hồ Chí Minh xem là chúng ta có thể đi đâu trong vòng một ngày nghỉ nha. Thì điểm đầu tiên anh đến trong ngày hôm nay chính là ga tàu Bạch Đằng. Thì hiện tại ở ga tàu đang là vào 6 giờ sáng, cho nên là các bạn có thể thấy rất là nhiều anh chị cô chú tập thể dục. Đây, khung cảnh xung quanh của mình rất là chill luôn các bạn. Ở sau đang có hai bạn trẻ đang chụp phần. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua chỗ phòng vé, mình mua vé xe buýt trên sông nha các bạn. Và sẵn tiện thì mình mua luôn một số đồ uống với lại đồ ăn sáng luôn. Sáng giờ thì bọn mình vẫn chưa ăn gì hết, cho nên là bây giờ các bạn xem thử phòng vé như thế nào nha. Hiện tại là 6:30 sáng và hôm nay là ngày chủ nhật, thì mình mới tới phòng vé thì thấy chưa có nhân viên mở cửa để bán vé nữa. Và mình mới hỏi chú bảo vệ thì chú bảo vệ bảo là tầm khoảng 7:30 thì mới có bán vé, thì chắc là hôm nay tầm khoảng 8:00-8:30 gì đó chúng ta mới được trải nghiệm thử là xe buýt trên sông như thế nào nha các bạn. Đây là cái bản đồ của chuyến xe buýt trên sông này các bạn ha. Thì ở đây có bến Thủ Thiêm nè, bến Bạch Đằng, bến Bình An, bến Thảo Điền, Thanh Đa cũng như là ở Linh Đông nha các bạn. Rồi, sau khi chờ mãi mà không thấy phòng vé mở cửa thì bọn mình có qua Family Mart mua một chút đồ ăn sáng với lại cà phê luôn. Thì bây giờ trong khi chờ đợi thì bọn mình sẽ ăn sáng trước. Và hẹn tí nữa lên tàu mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đi sáng không còn. Hay đặt online hay là sao chị? Đúng rồi, người ta online là một, người ta đang mua là hai. Người ta đang mua trước. Mua trước. Đấy là người ta đang mua trước á. Ủa nhưng mà cái chuyến 7:30 sáng là chạy hả chị? 8:30 là chuyến đầu tiên ha. Đúng rồi, 8:30. Rồi, sau khi tham khảo lịch trình của chuyến tàu thì bọn mình quyết định là sẽ quay lại đây vào lúc 7:00 tối nay. Đó, còn chiều nay chúng mình sẽ đi đến một địa điểm khác để quay cho các bạn xem, thì cùng chờ đón nha. Rồi, sau khi về nghỉ trưa thì chúng mình xuất phát vào 4 giờ chiều và đi theo hướng là qua hầm Thủ Thiêm. Thì vừa lên hầm thì các bạn sẽ gặp một cái đèn xanh đèn đỏ và quẹo trái thì đi thẳng một tí và các bạn sẽ đến nơi nha. Ủa anh ơi, mình thuê diều thuê hả chị? Dạ, cái này em bán thành. Bán hả? Dạ. Ủa này không cho thuê hả? Em tự cho thuê chứ. Thuê nó cũng vậy à. Vậy hả? Thuê nó cũng vậy. Bán là bao nhiêu một cái? Tùy theo con. Ê, mình mua xong rồi cầm về nhà chơi luôn hả? Ờ, đợt sau chơi tiếp chứ giờ thuê nó cũng vậy à. Giờ anh bán con này bao nhiêu vậy? Con này, con này dễ bay nhá. Con nào cũng dễ bay. Con này nhỏ vừa vừa thôi, 80 đúng không?
có là có chỉ chưa? Có chỉ luôn, lấy dạ. Cá mập thôi em. Ok. Con xanh á. Hello, xin chào mọi người. Thì bây giờ mình mới mua xong một con diều. Thì diều ở đây thì người ta không có cho thuê nha các bạn. Diều đây thì mình phải mua. Thì con diều của An là một con diều cá mập. An mua với giá là 80.000. Bây giờ An sẽ thả cho các bạn xem thử nha. Sau khi thả nhiều lần thất bại thì bọn mình nhận ra là con diều nó bị lệch một bên nha các bạn. Cho nên là bây giờ mình sẽ bù thêm 40.000 nữa để chọn một con diều tốt hơn nha. À, nước ở đây cũng khá là cao nha các bạn. Thì một ly đá me hay là một ly đá chanh á, thì mỗi ly là 25k. Cho nên các bạn nếu mà mang được nước suối ở nhà đi thì đỡ tốn một khoản chi phí nha. Rồi sau 30 phút thả diều thì chúng mình xuất phát ra địa điểm mới. Thì trên đường đi thì An có thấy một số con diều rất là lạ luôn. Thì để An quay lại cho các bạn xem nha. Xin chào mọi người, thì sau khi thả diều xong thì An đã đến ga Bạch Đằng để trải nghiệm cái xe buýt trên sông Water Bus. Nhưng mà đến đây thì mới 6:30 à, cho nên cái chuyến của An là 7 giờ mới bắt đầu. Cho nên là bây giờ phải đợi 30 phút nữa thì mới có chỗ gửi xe và An sẽ lên quay cho các bạn xem cái trải nghiệm trên xe buýt trên sông như thế nào nha. Rồi sau khi giữ xe xong thì bây giờ các bạn sẽ đi dọc theo cái đường kề xong thì các bạn có thể qua được cái xe buýt nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn là lên xe có những gì nha. Hôm nay là một ngày buổi tối chủ nhật cho nên là mọi người có thể thấy là các bạn trẻ đi về trải nghiệm cái xe buýt trên sông này rất là đông luôn nha các bạn. Có một kinh nghiệm là các bạn nên đặt vé sớm vào sáng sớm hoặc là trước 1-2 ngày nha. Chứ mà đến tối đến tận nơi á, thì chắc chắn sẽ không còn vé nha. Xếp hàng lên xe nữa kìa. Xếp hàng lên tàu. À mình 7 giờ đúng không? Đây có 6:30 mà đúng không? Chắc đây chuyến 6:30 á. Hỏi chú thử anh. Chuyến của bọn mình là 7 giờ và sau khi đợi tầm khoảng 30 phút thì cuối cùng bọn mình cũng được lên tàu. Rồi thì bây giờ mời các bạn cùng trải nghiệm cùng với An nha. We'll be right back.
Rồi 65 phút đi tàu thì bây giờ chúng mình đã đến bến Bình An. Thì cơ bản ở bến Bình An không có gì nổi bật so với bến Bạch Đằng. Thì các bạn có thể qua đây uống một ly nước và chụp một vài bức ảnh, sau đó là nghỉ ngơi tầm khoảng 15 phút về lại chuyến tàu tầm 7:15 đến 7:30 là hợp lý nha các bạn. Vé khứ hồi cho một chuyến tàu tuyệt vời này chỉ có 30k thôi nha các bạn. Thì cuối cùng em xin chúc các bạn sớm có một trải nghiệm tuyệt vời tại xe buýt trên sông. Và nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ em nha. Worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did.